màu nì ngự lên thêm nghiêm tốt đủ thứ nghiêm sức cửa cát tường lại dùng đủ thứ các châu báu để cho nghiêm sửa sang cửa cát tường Luân phóng đăng quang mây báo sáng thường phóng ra đăng quang mây báo sáng đăng quang là ngũ quang thập sắc đẹp như mây báo sáng chiếu soi rộng lớn khắp hết thảy thứ đàng quang này rộng lớn vô biên quang mình phóng ra chẳng có chỗ nào mà chẳng chiếu đến khắp hết thảy màu nì ngự lên thêm nghiêm tốt đấng màu nì ngự lên thì càng tăng thêm oai nghi trang nghiêm tướng tốt đủ thứ cửa sổ mani đẹp hoa Ma sen báo tốt dù nghiêm sức thường phang diệu âm nghe êm đẹp phật ngồi trên đó hiền rõ nhất đủ thứ cửa sổ mani đẹp dùng đủ thứ mani châu báu để trang nghiêm cửa sổ xinh đẹp. Hoa sen báu tốt dù nghiêm sức. Thứ cửa sổ này dùng châu báu vi diệu và hoa sen để thòng rủ xuống treo ở trên mà rũ xuống rất trang nghiêm xinh đẹp. Thường van diệu âm nghe êm đẹp. đủ nghiêm sức cửa sổ luôn luôn vang ra âm thanh diệu pháp không thể nghĩ bàn, khiến cho người nghe đều sinh tâm vui đẹp. Phật ngồi trên đó hiển rõ nhất, Phật ngồi trên tòa sư tử rất thù đọc, quang minh hiểm rõ. Vì quang minh thần Phật phóng ra hơn hẳn tất cả quang minh, cho nên nói hiểm rõ nhất. Tòa ngồi luân báu hình bán nguyệt, kim càng làm đài màu lửa sáng. Bồ Tát trì kế đường vây quanh, Phật ở trong đó chiếu sáng nhất. Tòa ngồi luân báu hình bán nguyệt, tòa của Phật ngồi là luân báu hình bán nguyệt. Kim càng làm đài màu lửa sáng, đài của Phật thuyết pháp dùng đá kim cương làm thành, đài màu lửa ngọn phóng ra quang minh ở hướng tây. Bồ Tát trì kế thường vây quanh, Bồ Tát trì kế luôn luôn hữu quanh sát tòa của Phật để gần gũi Phật. Phật ở trong đó chiếu sáng nhất, Phật ở trong tất cả Bồ Tát trì kế quang minh tối tháng nhất, hiển rõ nhất. Đủ thứ biến hóa đầy mười phương Diễn nói nguyện lớn của Như Lai Tất cả hình bóng hiện trong đó Phật ngồi yên trên tòa như thế Đủ thứ biến hóa đầy mười phương Lại có đủ thứ mầy biến hóa đầy khắp trong mười phương Pháp giới Diễn nói nguyện lớn của Như Lai Ở trong mây biến hóa đó Có một thứ âm thanh diễn nói nguyện lớn của Phật đã phát Nguyện lớn gì? Tức là nguyện cứu độ tất cả chúng sinh được giải thoát tất cả hình bóng hiện trong đó, nguyện lớn của Phật phát ra trong quá khứ, tất cả hình bóng đều biến hóa hiện ra ở trong mây. Phật ngồi yên trên tòa như thế, đủ thứ mây như thế bao quanh bốn phía, Phật ngồi yên ở trên tòa sư tử mà vì đại chúng thuyết pháp.